Đi vào hoạt động từ năm 2006, đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào được đánh giá là khu công nghiệp kiểu mẫu, thân thiện với môi trường và thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư. Hiện trong khu có 75 nhà máy của các tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản vào đầu tư như Kyocera, Hoya, Daikin, Toto, Panasonic với tổng số vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về số vốn đầu tư và số dự án quy mô lớn. Hiện các doanh nghiệp tại khu đang tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động.